À, xin chào anh em nha, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ chiều theo nguyện vọng, ý muốn của rất nhiều anh em. Đấy, tôi chiều anh em quá này là anh em sẽ hư. Mà cũng biết nó khá là thọt nhưng mà thôi, mình cũng sẽ test thử con cua đỏ cho anh em xem và nhận xét qua này, con tướng này anh em có nên chơi hay không, anh em nông dân có nên chơi hay không. Đầu tiên là mình sẽ chỉ test được như này thôi, mình sẽ cho nó cộng hưởng với con Vegeta Ghost này của mình. Bỏ ra 1.200 kim cương để mở ô khóa này cho bạn cu bạn ấy vào đây. Thấy nhiều anh em mà thắc mắc về cái con tướng này quá ấy. Nên là mình cũng muốn giải đáp cho anh em luôn. Kích duyên con này thì cực kỳ thốn, anh em không thể nào kích được. Đây này, với cả cái phần trăm chỉ số của nó trông nó cũng bình thường. Nên là 10% bạo kích cơ. 10% bạo kích to đấy, to hơn hẳn những cái con tướng kia, được cộng thêm có 5% bạo kích. Con Vegeta Ghost được cộng 5% bạo kích, con này được lên đến 10% bạo kích, nhưng mà kích duyên cực kỳ tù. Son Gohan thần bí, bác phó kiếm đối với những anh em nông dân rồi. Chỉ số chung, chỉ số của nó trông cũng khá ổn. Nên chỉ là khá ổn với anh em. Để trang bị cho nó một vài cái ấn ký xem có cái ấn ký nào hợp thì mình sẽ trang bị, gọi là trang bị phứa đi, xem giờ lên được bao nhiêu phần trăm bạo kích ở đây. Bạo kích 84% rồi. Con này bạo kích chỉ to đấy nhưng mà đam nó quá thấp, đam nó thấp lắm. Xây sát thương đơn một mục tiêu này kèm theo sát thương 2% cao nhất của kẻ địch, có tỷ lệ 70% hiệu quả kèm câm lặng. Khi đồng đội và bản thân bạo kích thì được tăng 50 năng lượng, nó hút máu. Bằng bạo kích cơ bản thì lại phá thủ, không bị nhân bắp ảnh hưởng. Khi năng lượng bản thân đạt 100%, sát thương skill tăng 6%, lực cộng dồn 3 tầng. HP tăng, xuyên giáp tăng, bảo thương tăng, độ bền tăng. Chính những con này đem đơn mục tiêu, nhưng có một cái là cái tỷ lệ chính xác của con này nó ảnh hưởng rất lớn đến cái skill nộ của nó nha. Skill nộ này thì nó đánh vào vị trí slot 1, nó không phải đánh mục tiêu hàng sau mà đánh vào vị trí slot 1. Và mình sẽ test lên cho anh em xem luôn. Chế lực hiện tại sau khi kế thừa được có 6.298 điểm thôi, và gọi là cực kỳ thấp. Nếu mà anh em chơi full thì cũng khó luôn ấy. Đánh với bạn nào vừa sức đi, nếu bạn pin gà đi. Oh. Nó sẽ đấm vào mục tiêu đấy anh em nhìn này, đấm thường mà cũng trượt, tí tung skill mà đấm cũng trượt con xeo này nữa thì vỡ mồm. Rồi dịch chuyển, anh em thấy nó bực không, dịch chuyển rồi đấy. Lại dịch chuyển, đánh đấm toàn né dịch chuyển thôi. Em chơi con này, em chưa đam mê thì chơi thôi chứ mình thấy nó tương đối vô hại. Khi gặp những con xeo tỷ lệ né cao, con này nó khá là vô hại. Nó đánh đơn mục tiêu mà, nó không quét hàng sau. Đây là khi đánh kẻ địch quá yếu nha. Bây giờ chúng ta sẽ tìm một bạn nào đó, anh em nhìn này, cái lượng sát thương gây ra không bằng con bư béo này luôn, nó chiến lược cao hẳn luôn, chiến lược 6.000 con bư này như chiến lược có 3.000 hay sao ấy, 3.000 vạn ấy. Đấm một bạn nào đó mạnh mạnh hơn chút đi, đấm ông Linh này thế nào đây. Ông Linh này có vẻ hơi mạnh, thì giá ba sao đỏ này là mình dễ toang lắm này. Toang gọi là toang toang bền vững, toang chắc chắn. Còn này đứng trúng này.
Đan từ cái siêu cấp này nó được cộng hưởng nên nó có level 1 thôi. Đan đậu ấy. Mà mình nghĩ dù có level 6 đi chăng nữa thì nó không thuyết phục được cái bộ skill được. Mình theo cái cảm nhận cá nhân của mình, con tướng này nó chỉ giữ vai trò kích duyên cho ve được là chính, kích duyên cho bi rớt là chính, cho nên nó vô hại. Khá phế, hình như mình cũng có một lần mình mượn app của bạn Biogym ấy. Từ những cái ngày đầu tiên bạn Biogym với cái niềm đam mê cho con cu đỏ này thì trước bạn Biogym chơi con cu đỏ này một thời gian rồi. Mình cũng đã khuyên bạn Biogym đừng chơi nó rồi nhưng mà bạn ấy vẫn chơi. Sau đó khi lên VIP 14 bạn mới thay. Bạn mới thay con này sang con khác. Mình con Vegito ấy. Nó chính là Tô Lâm hiện nay đấy. Nhưng mà bạn Tô Lâm bây giờ thì bạn ấy nghỉ game rồi, mất tích. Mất tích hoàn toàn. Hơi buồn nhưng mà không sao. Chúng ta vẫn cứ phải tiếp tục chọn đường chiến binh tối thượng thôi. Khi nào game sập thì mình cũng mới chia tay với anh em. Mình sẽ vẫn còn ngồi đây như chém gió tán sóc với anh em thôi. Có gì hay hay thì test lên anh xem. Ô, mình thắng chẳng qua là cái dàn tăng, cái dàn tướng này của mình vẫn hỗ trợ được con này nó đánh. Vẫn làm được, vẫn làm được những cái bạn yếu. Đây, anh em nhìn này. Trong cái lượng sát thương bèo bọt nó gây ra nhìn có bực không? 12 triệu 4 triệu. Hút máu được 1 triệu 4. Và nó đánh nó cũng có hút máu. Phải đánh cái ông level 190 đúng không? Bạn hút cần phải yếu quá. Xem bạn nào vừa vừa sẽ đánh cái táo thì chắc là xác định thua trong ngay một hút nhạc rồi. Mấy bạn này phải trông khá quý rồi. Nếu như là hoặc một ngày hai ngày là thôi kích rồi. Thế thử nào mà chậm với bạn táo đi cho thiên hạ nó trầm trồ chứ. Xong đánh đấm thế nào. Ăn ngay quả chocolate vào mặt rồi xong. Xác định phi ra nó hành nó ra bã. Giờ mà có 150 mấy triệu tổng chiến lực thì sao ăn được 260 triệu chiến lực gì đó. Ui rồi ôi nó bắn rồi. Em nhìn thấy một quả trưởng level 1 rất yếu. Dù tăng lên level 6 đi chăng nữa hoặc là anh em cộng dồn hết tất cả tài nguyên, ví dụ không cộng hưởng đi chăng nữa thì mình nghĩ cũng là vô hại. Không phải nghĩ đâu mà chắc chắn cũng là vô hại luôn đấy. Không dám đánh giá con tướng này là một con tướng phế đâu, tại vì nó cũng cực kỳ là quan trọng, một mảnh ghép rất quan trọng trong game này. Không có nó cũng không được. Mà muốn chơi nó theo đam mê thì đảm bảo anh em sẽ cực kỳ thất vọng. Trong chuyện, trong anime rất mạnh nhưng mà ôi là lại bị né luôn, dịch chuyển luôn mà. Chuyển với né đi trường của con này nó thành vô hại hết. Hơi buồn cho một con tướng rất ngầu. Bây giờ đa số những con tướng ăn hit có hiệu quả, độ hiệu quả cao ấy, thường phải có những kèm theo những cái đòn đánh không thể né tránh nhỉ. Đòn đánh không thể né tránh. Tăng sát thương. Tăng sát thương. Chứ còn không cần máu. Bạo kích thì to, con tướng ăn hit thường những tầm như thế thì mới mạnh được. Nên anh em biết rồi đấy. Con thất vọng của con tướng này. Nhưng mà nó chỉ giữ vai trò kích duyên thôi. Kích duyên đó, anh em làm mà nông dân anh em chơi về đam mê thì cũng được. Chơi là hàng ngày mình vào game mình nhìn nó là mình thích thì mình có muốn chơi tiếp. Chứ nhà nhà người phi ra thì cũng chán. Nhưng mà để đạt độ hiệu quả
cái con này mà kẹp với con khác thì mình thấy cả đại gia lẫn nông dân không ai người ta chơi này hết. Nếu mà anh em đam mê thì anh em chơi cái độ hiệu quả kẹp con này với con nào nó cũng vô hại cả, và đi một mình múc dồn hết tài nguyên thì nó cũng vô hại hết. Giữ cái nhiệm vụ kích duyên cộng hưởng để anh em có thêm nhiều slot, anh em ải viễn trinh dị giống, anh em có nhiều slot để anh em ải, anh em giữ tranh bá ngọc rồng hàng tuần. Vậy thôi, bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những clip lần sau nha. Mình review cho anh em rồi đấy, chiều anh em cực kỳ luôn đấy, mất 1200 kim cương bao nhiêu tiền, chả ủng hộ gì. Khi năng lượng bản thân 100% sát thương skill tăng 6% cộng dồn 3 tầng. Không ăn thua đâu nha. Tại vì cái skill này nó gây lượng đam sát thương thấp và nó hoàn toàn có thể bị né tránh và dịch chuyển. Nên nó bị sỏng một lượng lớn đam. Hơi phèn. Mặc dù mình rất thích ấy, nhưng mà mình cũng phải đánh giá nó là phèn. Cực kỳ fan top hiện nay thì chắc chắn bây giờ nhà người sẽ là top Vegeta thôi. Golden Pizza tầm này đánh theo Vegeta là thọt rồi. Nếu mà không có con bư nó kéo lại, kèo giữa bư với Pizza không có cái kèo để kéo lại thì bây giờ Pizza không ăn được Vegeta. Vegeta nó gõ cho to đầu. Chẳng qua cái kèo bư với Pizza nó dễ bui. Cái bù dễ chơi, tốn ít tài nguyên thì nó cũng còn hiệu quả so với tầm bây giờ thôi. Còn không đó, đánh to đầu ấy. Bye bye anh em nha, hẹn gặp lại anh em ở những clip lần sau. Bye bye.